giới thiệu với các bạn các chị những cái chiếc xe Honda SH Việt Nam rất là bền, rất là đẹp và giá cả rất là phải chăng luôn nha các bạn. Giá tiền ai cũng có thể sở hữu được. Đó, những chiếc xe chỉ có vài chục triệu thôi, vài chục triệu thôi. Và xin thưa với các bạn các chị, đây là những chiếc xe rất là mới, rất là đẹp. Mình mua về là mình chỉ có đi liền thôi. À, đi liền, mua về là đi liền, không sửa chữa, không làm một chút cái gì hết. Mua về đi liền, làm ăn là phát tài luôn, làm ăn là thuận lợi luôn. Và với một cái chiếc xe đầu tiên mình muốn xin giới thiệu với các bạn các chị, đây là chiếc xe Honda SH Việt Nam, nhưng mà màu xám xi măng, màu xám xi măng gọi là rất là đẹp, rất là mới, rất là thời trang, tuyệt đẹp luôn. Với tinh từ pha đèn tới cụm đèn xi nhan trái phải đều sáng trưng hết, tinh tay thắng chống gãy đổ luôn các bạn, rất là mới, màu xám xi măng. Mấy chiếc này thì mua đi một cái rất là bền các bạn, rất là bền, đi rất là ít có hư hỏng quá. Đi mấy chiếc xe Honda SH Việt Nam thì được cái là giá cũng rất là kinh tế, mà đi thì rất là ít hư hỏng quá. Đẹp từ trên xuống dưới đúng không các bạn, từ trên xuống dưới luôn, từ phải qua trái, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau mới tinh. Và với chiếc xe này các bạn thấy vỏ nó cũng còn dày luôn, vỏ dày cuôi luôn. Đó. Tất cả là mình mua về là mình đi cực kỳ ngon, bền, đẹp. Và với chiếc xe này em nó mang biển số 59E1 54648. Và với một cái chiếc xe Honda SH Việt Nam lên toàn bộ Honda ý này lên mâm luôn nha các bạn, lên mâm luôn, thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 61 triệu, 61 triệu nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là một chiếc màu trắng đen xì bo, xe màu xám xi măng đó cũng là đẹp rồi, nhưng mà cái màu trắng đen xì bo là cái màu thuần tí nhiều bạn vẫn thích lựa chọn cái dòng sản phẩm trắng đen xì bo này hơn các bạn đó, bởi vì em nó thời trang, lịch sự và đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Xe này cũng vậy nha các bạn, vỏ nè, gai gió nè, còn em dày cuôi mâm 5 cây luôn, nói chung là mâm khá đắt ý luôn, rất là đẹp, rất là liền, lạc sập đẹp. Máy móc thì mặc định bảo hành 2 năm nha các bạn. Đó, máy móc thì chuẩn, thật là chuẩn. Xe là một còn 7 màu luôn, nói chung là xe người ta đi khá là ít các bạn, không có thấy chạy một chỗ nào luôn, người ta đi rồi đi khá là kỹ đó. Đẹp từ trên xuống dưới. Em này được cái biển số cũng dễ thương nữa nè, 59X2 34 34 959, lên đài hạt ý, lên đèn luôn, lên mâm luôn, lên áo luôn, lên cản luôn. Và với một cái chiếc xe Honda SH150 Việt Nam lên Honda SH122 này, tuyệt đẹp này, thì mình mong muốn bán với giá là 64 triệu nha các bạn. Xin thưa lại với các bạn các chị, đây là Honda SH Việt Nam 150 lên Honda SH Ý 2012 và giá mong muốn là 64 triệu. Xin cảm ơn. Kế nữa là một cái mẫu đời 2019 đèn led 2 tầng mà rất là thời trang, rất là thanh lịch. Đó, màu trắng đèn led 2 tầng 2019, màu trắng đen xì bo luôn, bởi vì màu trắng đen xì bo là cái màu được giới trẻ cũng như là rất là chuộng, giới trẻ rất là chuộng cái màu trắng đen các bạn. Xe này đời này thì đã qua cái đồng hồ kiểu mới hơn rồi nha các bạn, đã đồng hồ kiểu mới hơn và mặc định là có chìa khóa thông minh nút cây luôn. Đó, và chế độ 3 giây tắt máy thì được, những xe Việt Nam nào cũng có hết nha các bạn. Hai chìa khóa còn nguyên, em nói màu trắng chính nguyên, em tuyệt vời. Mấy cái xe này thì các bạn các chị nhìn ở ngoài thực tế rất đẹp hơn ở trong hình rực rỡ luôn các bạn. Rất là đẹp. Em này mang biển số là 59T2 04061. Từ trái qua phải nha các bạn, từ trên
dưới, từ trước ra sau một cái xe nó đẹp hoàn chỉnh là nó phải đẹp đủ hết nha các bạn. À, từ trên xuống dưới, từ heo dầu cho tới cuộn cho tới áo cho tới vỏ, sơn gì cũng là đẹp sáng. Và với một cái chiếc xe hôm nay nó 2019 đẹp tuyệt vời vậy đó, thì mình mong muốn bán với giá là 72 triệu nha các bạn. 72 triệu rồi, em xin cảm ơn. 72 triệu cho chiếc xe 59T204061. À, và kế nữa là em xin giới thiệu với các anh chị chiếc xe mà đời 2021-22 màu đỏ, màu đỏ bông bạc phục bạc đèn led mắt hiếp là các bạn. Cái mẫu này thì rất là mới rồi, xe các bạn thấy không, rõ ràng nó mới tinh, không một vết cày từ trên xuống dưới còn mới nguyên. Xe này đi thì mới hơn cái xe 2019 luôn, đồng hồ điện tử luôn nha các bạn. Đi 2.5 rồi. Mặc định là có chìa khóa thông minh và chìa khóa hai chiều vẫn còn. Thảm lót sàn mới luôn. Nâng niu luôn bạc chân. Cái qua cái xe này thì các bạn thấy nó thay đổi một chút xíu. Các nước nó thay đổi một chút xíu, cái hướng nó thay đổi một chút xíu. Thì gặp nó cũng có thay đổi một chút xíu, nói chung nó thay đổi một chút tất cả luôn để cho có sự lựa chọn các bạn ha. Mỗi thứ thay đổi, nhà sản xuất người ta thay đổi cho chúng ta có cái sự thay đổi luôn, chúng ta lựa chọn. Đó, cái xe nó quá mới, tổng thể nó mới tinh rồi, đẹp 7 màu luôn các bạn, còn nguyên xe mới tinh. Và với chiếc xe này em nó mang biển số là 59Z151897. Và với chiếc xe Hyundai đó 2022 này thì mình muốn bán với giá là 76 triệu nha các bạn. 76 triệu cho chiếc xe Hyundai đó màu đỏ tuyệt đẹp này. Và kế nữa là chiếc xe người thì thích màu đỏ nhưng mà người chắc có lẽ cũng thích màu trắng. Đây thì mình giới thiệu chiếc màu trắng. Đây, màu trắng. Với chiếc xe Hyundai đó màu trắng. Đèn led mắt hiếp này luôn cũng vậy, cũng rất là đẹp, rất là mới, nhưng mà cũng khác nhau cái màu đó, thì người có sở thích màu này, người có sở thích màu kia ha các bạn. Đó, thì em xin giới thiệu với các anh chị đặc trưng cái xe này đi thì nó tích hợp được nhiều cái công nghệ đời mới vô đó, mình chạy mình rất là thích cái xe này, chạy là không bao giờ chán các bạn, ít có hư không các bạn. Mấy cái xe nhiều khi mất tiền hơn nhưng mà lại hư các bạn. Xe này thì còn chế độ bảo hành hãng luôn nha các bạn. Đó, nó còn quá mới rồi, mới tinh rồi. Đi có vài ngàn. Em này mang biển số 50Y160856. Và với chiếc xe Honda màu trắng 21-22 này thì mình mong muốn bán với giá là 78 triệu nha các bạn. 78 triệu. Đó, trên đây là mình giới thiệu với các bạn các anh chị một vài cái xe, mẫu xe tượng trưng vậy. Nhưng mà còn khá là nhiều, khá là nhiều cái dòng xe Honda SH nữa, nhưng mà đủ thứ màu hết. Nếu mà các anh chị là nếu mà muốn là về phong thủy thì cho nó hợp màu sắc của mình thì mình có thể mình lựa chọn cũng như là mình được đổi hoàn toàn miễn phí. Còn như là nếu mà các anh chị không muốn đổi thì mình lựa hẳn luôn cái xe nào nó đúng cái màu theo ý của mình nhất, thì mình lựa mình chọn theo cái sở thích những cái cá tính của mình ra. À, khi các anh chị mua, các anh chị sẽ được trải nghiệm thực tế từng chiếc xe, những chiếc xe nào mà các anh chị lựa chọn thì các anh chị sẽ được trải nghiệm thực tế. Và sau khi trải nghiệm thực tế thì mình thích cái nào rồi mình ra quyết định, và sau khi ra quyết định đó thì chúng ta sẽ làm giấy tờ, tiến hành làm giấy tờ, và sau khi hoàn thành giấy tờ tên tuổi cho các anh chị xong mới nhận thanh toán là xong cùng các bạn. Coi như là đầu tiên là mời các anh chị tới coi xe, xem xe, trải nghiệm thực tế, sau đó làm giấy tờ, tiến hành làm giấy tờ, và sau khi làm giấy tờ rồi giao cho các anh chị hết. Rồi nếu các bạn các anh chị muốn đổi dàn áo hay là đổi mâm, đổi bánh hay là đổi bất cứ một cái thứ gì lên xe mà để cho các anh chị được hài lòng, vừa ý
làm xong trước khi về